Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến cho này qua cho này channel của mình. Mình là CS Gaming đây. Mình sẽ được cách tải. Rồi thứ nhất, đừng có để mình làm theo mình nha. Giống trong video vừa nãy mình mới xem mới hiểu á. Còn lâu giờ nó chưa hiện. Đây, nhắn tên là chứ không phải là người máy. Nhắn tiếp tục. Nhắn bỏ qua. Nhắn lỗi dấu này nha. Nếu như nhà bạn nó không có cái. What the? Thủy. Nhắn Thủy nè, đó. Xem lại video coi. Hay là mình bị lừa hay sao rồi? Mình là người cách duy nhất. Mình rất là hy vọng mình không thể tải được. Hôm qua mình bị lừa mấy lần rồi á. Chết, mình quên, mình chưa xóa cái gương lóc kia. Trời mơ, quên mơ. Xóa trước nha, mới biết cài đặt được. Cài đặt này không mở được đâu. Ủa chết rồi, đôi thằng máy rồi. Chết. Đó, đó, thấy không? Túi thui thui lùi mà. Mình đang xài Apple, anh em cùi bắp. Nó bị dây rồi ta. Alo. Không biết được. Mấy cái điện thoại này. Mấy cái điện thoại Apple cùi, ớ được cùi. Mấy này là cùi, ớ được cùi luôn á. Như là chữ nội dung. Ơ chết. Má này cùi, ớ được cùi. À đó. Lừa mấy lần ấy. Cái điện thoại này. Mấy cái điện thoại này. Đâu mẹ cái máy rồi. Nó cài được đâu. Nó cài nó bị phát ke rồi. Nó hay nó không có hỗ trợ đâu. Máy này nó không có hỗ trợ có bức. Máy này chỉ hỗ trợ chơi bình thường thôi. Phiên bản mới nó sao rồi. Điện thoại nó sao rồi đi. Để tí nữa mình xuống nhà máy mình sửa cái điện thoại cái coi. Cảnh cáo mà. Thì tí nữa mình sửa. Mà nó mình bị. Hồi nãy mình bị lừa mấy lần rồi á. Lừa mấy chục lần rồi.
mình phải đợi nó đây nè. Ở trên, trời ơi, đợi nó ở đây nè. Rồi tiếp nha, nghe từ phải tắt để cho các bạn đỡ thời gian. Rồi à, đúng rồi, à, đây, mình tìm tên là chứ không phải là người máy nha. Đừng có để bị làm đi làm lại. Nếu như không được thì các bạn báo cáo để bị lừa đảo. Bởi cái lừa đảo. Trời ơi các bạn ơi, hôm nãy mình bị lừa mấy lần, không chục lần. Hồi năm trước 2020 nó bị lừa. Không phải, hồi năm trước có cái laptop á. Khi á, tiếp tục. Qua phần này. What the? Mất rồi. Trời ơi. Mấy cái điện thoại này. Cái này các bạn không sử dụng Apple rồi. Mình đã bị trở thành lịch ngu rồi. Ôi chết chạy điện này. Mấy tí nữa xong năm đập cái điện thoại này đi. Mấy cái điện thoại này. Điện thoại thì nó vừa gấp. Quay clip thì nó bị lỗi. Nó lại hay nhiều lỗi lắm ấy. Trời ơi, còn mắc đợi nhiều thời giờ mình đợi lúc nào tốn thời gian thì mình tiếp tục mình nó ra thì thôi nha. Ok.